Xin thân mến chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ có một cái video là trải nghiệm lái thử và đánh giá về cái dòng máy xúc Kobeco SK50UR này. Vậy thì ở cái dòng máy xúc Kobeco SK50UR này nó có đặc điểm gì nổi bật? Ok, vậy thì mời các bạn cùng theo dõi video. Thì trước màn này nhỏ các bạn, đây chính là con Kobeco SK50UR các bạn ạ. Đây là một cái dòng máy xúc mini. Đấy, một dòng máy xúc mini. Vậy thì ở cái dòng này thì đây là chính là gì ạ? Con này là dòng máy xích mini, là có cái đối trọng luôn luôn cây trong xích. Vậy thì ở cái dòng máy này nó có cái đặc điểm gì nổi bật? Vậy thì hôm nay mình sẽ leo lên máy và test thử và trải nghiệm để xem là con này nó mạnh mẽ và nó xịn sò như thế nào nhá. Đây chính là con Kobeco SK50UR mà mình muốn giới thiệu cho các bạn ạ. Thì nó vẫn là đầy đủ gì ạ? Vẫn đầy đủ hai tay cam để cho mình là điều khiển máy được nè. Nâng ben hạ ben này, lên ga này. Đây mình đây giúp di chuyển này. Cái bộ phận này là phần cần kỹ thuật này. Bây giờ mình thử di chuyển ở mức ga xăng ti nè. Đây, ga xăng ti vẫn đi được các bạn ạ. Chứng tỏ con này cũ rồi nhưng mà vẫn còn gì ạ? Vẫn còn ngon đấy. Đây, ga xăng ti này, đấy vẫn đi ngon lành nhá. Mình sẽ lên thêm mức ga này. Đấy, các bạn nghe tiếng máy không? Tại vì dòng này là cái gì ạ? Điều hòa 8 chiều luôn, điều hòa thân thiện với môi trường nên là gì ạ? Ngồi đây có thể nghe được tiếng máy luôn. Đây, mình nghe. Cái con này các bạn ạ, chân di chuyển nó ấy, nó có tích hợp phần gì? Đây chính là phần tích hợp cái nút rùa thỏ này. Hiện tại mình đây đang đi mức là mức rùa này. Đấy, mức rùa này. Bây giờ mình bấm lên chuyển sang thỏ nhá, bấm này. Đấy, đây cái đồng hồ này chuyển sang thỏ, mình di chuyển này. Wow, nhanh như ăn cướp luôn. Mình tắt đi nhá. Đấy, bây giờ mình di chuyển này. Đấy, máy cũ mà mình di chuyển như thế này, mình đi, mình cảm giác đi như này mà vẫn là ngon đấy. Bây giờ thử lùi lại nè. Đấy, đang chế độ thỏ nha, tắt thỏ đây này. Đấy, rùa này. Đấy, đi chậm hẳn đấy. Cũng khỏe chứ bạn. Đây, mình thử leo đất này. Đây này, lần này là mình sẽ leo thử lên cái mép đất này này. Đấy, máy như thế này là đi là ok rồi các bạn nha. Đây, cắt xích này, cắt xích thử này. Đấy, chứng tỏ con này rất là khỏe. Con này thì không đều các bạn, không đều chân. Đây nha, chân bên này này, nhanh hơn này. Đấy, nhưng chân bên kia chậm hơn này. Đấy, chậm hơn này. Con này là đang bị là tình trạng là không đều chân. Đây là vì vậy là một bên nhanh một bên chậm đấy. Đấy, bây giờ thì là mình sẽ tiến hành là test thử con này luôn. Bây giờ mình sẽ động vào đây, mình sẽ xúc vào quang tải thử đây nào. Vẫn là một mức ga này các bạn nhỉ. Đấy. Đây về đầu tiên nhá, thử các động tác này. Đây là đang quay này. Em tiến máy lại thì mình tiến máy lên tiếp nhá. Ben trước này, ben khỏe không ạ? Đấy, kích lên này, quay toa nha, quay chậm này, quay nhanh này. Wow, dòng cô ben này thì gì ạ? Đấy, mình xúc thử nha, xúc quang thử này. Đấy, đây là chỉ là đi mức ga nho nhỏ thôi nha, không phải là mức ga to đâu ạ. Mức ga này là mức ga trung bình thôi, cũng không nhỏ quá mà cũng không to quá. Đấy, xúc và đắp đất vào cái lề đấy để xem là cái dòng này như thế nào. Nhưng hầu như con này thì bây giờ các bạn có thể để ý không ạ? Đầu tiên mình sẽ tính về phần động cơ trước. Thì dòng Kobe này thì nổi tiếng động cơ là cũng rất là êm rồi. Nhưng mà như con này thì là gì ạ? Như mình có nói là con Kobeco này sử dụng cái điều hòa là 8 chiều. Thì 8 chiều là đây là gì ạ? Một chiều đằng trước, một chiều bên hông, một chiều bên này, một chiều đằng sau và một chiều trên mái và một chiều dưới chân. Đấy, điều hòa rất là điều hòa, con này rất là nhiều chiều luôn. Thì động cơ của con này thì như mình nghe thì cảm giác đây các bạn thấy nghe không? Động cơ rất là êm luôn. Êm đấy ạ. Động cơ êm. Nhưng mà do gì ạ? Cái con máy này thì là không chịu khó bơm mỡ nên là nó đang kêu ở phần cái chân cần bên này. Nên là nó át cả cái tiếng động cơ của con này luôn. Đấy. Mình đang test thử đây. Đây nhiệt độ nước, đây nhiệt độ dầu vẫn đang ở bên này. Thì dòng Kobeco này thì là nổi tiếng với là gì ạ? Làm nhanh, không hao dầu. Đấy, làm nhanh không hao dầu. Thì mình thử nào. Mình thử phối kết hợp với động tác thêm ra. Đấy, về phần động cơ thì mình đánh giá là gì ạ? Con này là êm, vẫn còn êm. Về phần xích thì con này là di chuyển thì là không đều. Một bên nhanh, một bên chậm. Đấy, bây giờ mình sẽ thử xúc tải với chế độ nhẹ nhé. Đây mình đổ đây. Thì đây con này bản thân làm việc các bạn này, quay không này.
Đây, quay không tải thì đấy, quay không tải nhá. Đấy, cũng rất là gì ạ, nhanh cơ. Đây bây giờ xúc tải này với mức ai nhỏ như thế này thì gì ạ, đây có tải nhá, quay này, quay vẫn bình thường luôn, không có cái gì cả. Quay vẫn bình thường luôn. Bây giờ là gì ạ, đến phần nâng nhất rồi nè. Đây, con này thì vào cần cũng rất là nhanh, bạn nhanh đấy, vào cần nhanh. Mình thử này, vào cần này. Đấy, vào cần, nhanh. Mở đóng gầu cũng được. Kết hợp vừa quay toa vừa quay nhá. Kết hợp nhiều động tác này. Đấy, nhanh chứ. Cái duy trì là gì ạ? Cái phần bên hông bên này, cái cần con này nó kêu quá, không chịu bơm mỡ nên là nó gây ra là nó át đi cả tiếng máy luôn. Thì nghe nó không được chuẩn thôi. Đây. Cố kết hợp như vậy là nhanh rồi các bạn. Nhanh rồi. Đấy, đổ tải này. Đấy. Đấy, mình rũ cần như vậy thì máy cũng rất là êm đấy chứ. Đấy, mình có thể đi thêm bước ga gì nữa nha. Đấy, lên tí ga các bạn này. Xúc nha, quay toa này. Đấy. Rất nhanh chứ, làm đâu có chậm đâu đúng không ạ? Đấy, chứng tỏ là gì ạ, dòng xe này rất là xứng đáng. Bây giờ là mình sẽ thử cái bộ môn cần kỹ thuật này xem là nó có hoạt động được không. À, vẫn hoạt động các bạn này. Mỗi tội kêu á, tại vì lâu không sử dụng ấy, không chịu bơm mỡ vào đây nha. Mình quay này, sử dụng vào cần kỹ thuật luôn này. Đấy, vậy là vẫn còn hoạt động được ạ. Vẫn còn hoạt động được đây. À, vậy là tính ra là hoạt động được. Cái cần kỹ thuật này nó rất là tiện là gì ạ? Mình có thể động vị trí này này. Mình có thể là cào sát cái mép vỉa này được này. Đấy, đi chưa? Không, mình trả nó lại này. Đấy. Thì bây giờ là mình sẽ thử đến cái phần là quay toa gạt đất. Rất là chất lượng đấy các bạn ạ. Nhanh đi chứ. Bây giờ mình sẽ gì ạ? Đi nhỏ ga tí. Để xem là con này nó bị đuối tải, bị điện tải không. Đây, di chuyển này, mình đang di chuyển theo tốc độ di chuyển như này thì thấy con này di chuyển như vậy là hợp lý rồi. Mình đang đi ga hơi to. Đấy, ga nhỏ nó êm hẳn chưa bạn này. Xúc nặng này, xúc nặng này. Ép máy nha. Vẫn chịu được. Máy vẫn chơi tốt. Duy là chỉ gì ạ, cái con này thì là quay nó phải kết hợp các bạn. Nếu mà quay không kết hợp nó sẽ chậm. Đây, mình sẽ cho các bạn thấy như sau. Ví dụ như con này nhá, mà mình xúc như vậy này, mình làm một động tác thôi nhá, mình làm một động tác như thế này này, quay này, nó chỉ được khoảng được một tị nó nhanh thôi. Đấy, bắt đầu chậm này, chậm này, chậm. Đấy, được chưa ạ? Vì vậy nên là dòng này là gì ạ? Mình phải phối hợp như vậy này. Mình như mình em vừa quay vừa nâng hay vừa, tức là phối hợp ở đây là gì? Khi quay mình phối hợp một thao tác ở đây có thể là co gầu, mở gầu, hay là thao tác co cần, đóng cần, hoặc là nâng lên hạ xuống. Đấy là đều gọi là phối hợp. Đấy, đây nha. Nếu mà mình các bạn thấy không? Nếu mà mình quay này, để trường hợp quay này nó cũng không được nhanh lắm, nó chỉ quay nhanh được một tí thôi. Nhưng mà khi mình phối hợp, khi mình quay gạt mặt bằng này, đấy, nâng lên hạ xuống này, hay vào gầu ra gầu này, đấy, thì mình cảm giác là nó nhanh hơn là so với cái mình làm một thao tác. Đấy, đây, máy cũng được đây. Bắt đầu tiếp một đoạn này nha. Mình sẽ ép tải này, ép tải này. Ép tải nha. Thử này. Cái tất nhiên cái đống đất này nó mềm, nhưng mà mình sẽ ép tải là mình ép mạnh cái ti gầu này, bấm vào và không cho nó chạy này. Đây, à này. Nếu mà không đi nổi thì nó không lịm máy, không chết máy luôn. Đây, không lịm luôn này. Đấy. Ngâm, mình ngâm một lúc lâu nha. Ngâm lúc lâu này. Ngâm này. Đấy không? Nó chỉ đi từ từ thôi. Đấy, nhưng không lịm máy. Đấy. Còn con này vẫn là ngon. Để mình mua máy mà mình mua máy qua sử dụng ấy, mà mình mua được những con này về thì làm cũng ngon đấy ạ. À, mỗi tội con này bảo dưỡng chưa được tốt nên là dầu mỡ thì nó hơi kêu. Đây, mình ép tiếp nha. Đấy, cái dòng này đây, quay lại mình, nếu mình quay được thì được nhanh này, nhanh. Đấy, chậm này. Đấy, bắt đầu chậm. Đấy, tức là cái dòng này nếu mình không kết hợp nó chỉ quay được một tị thôi là nó nhanh, còn không thì là nó sẽ quay chậm. Đây, mở gầu này. Sẽ chơi theo kiểu bấm gầu luôn. Quấn này, quấn gầu này.
Đấy, vẫn chơi được đúng không ạ? Vẫn chơi tốt, như kiểu là không có vấn đề gì xảy ra. Đây, khả năng thì với sâu này. Bây giờ mình sẽ thử mặt mái cái phần này. Mình thử khả năng với sâu này. Với sâu thì nâng có nhanh không? Đấy, nâng vậy là được rồi các bạn ạ. Với cái mức ga như thế này mà mình nâng như vậy thì là gì ạ? Cũng đảm bảo được là xúc lên ô tô là nhanh rồi. Đây, mẹ cầu mình đang để dưới sâu mà đây. Nâng lên nhá. Đấy. À, cái dòng này là gì ạ? Mình phải phối hợp sau các thao tác. Nếu mình không phối hợp thì nó sẽ là gì ạ? Chậm. Đây, mình đang đi mức ga là nhỏ đấy ạ. Hơi mức ga thăng tim một tí. Rồi, mình sẽ bây giờ mình thử gì ạ? Thử sóng ga lên. Đấy. Đây, mức ga to hơn rồi. Êm hơn. Máy thì chắc chắn nó sẽ ga to hơn, nó sẽ ổn hơn rồi đúng không ạ? Nhưng mà nó sẽ mạnh hơn và khỏe hơn. Đấy, bây giờ mình thử nó gắt gần là Trần Nam nha. Lấy mặt bằng thử ra là nó nhanh không? Đấy. Duy nhất là quay thì chậm bạn ạ. Con này quay chậm. Con này mình thấy là cảm giác là quay chậm nè. Rồi gì ạ? Động tác vào cần thì là nhanh, nhưng mà ra cần thì chậm bạn ơi. Ra cần này. Đấy, nó đơ. Nó đứng một lúc mới đi được đây. Cạt mặt bằng thử nhá. Đây, đơ này. Đó, ra rất là chậm luôn. Con này vào cần thì nhanh. Vào cần thì mình nhanh. Nhưng mà ra cần thì mình phải gì ạ? Quay qua quay lại để nhanh. Cảm giác rất là chậm. Đây. Nó lấy mặt bằng như thế này được rồi, nhưng mà về cái phần ra cần chậm. Đây, lấy mặt bằng này các bạn này. Đấy, ra cần là kiểu cảm giác nó lừ đừ nhá. Nó lừ đừ, nó không nhanh. Thì cái phần mà vào cần được 10 thì chắc ra cần chắc là khoảng 6-7. Chậm này. Đấy là mình đẩy hết tay ti dây trang rồi nha. Mình đẩy hết cái ti này rồi nha. Không lại thấy trường hợp là nhiều người bảo là ông có đẩy hết đâu mà nó là chậm. Đây nha, mình đẩy hết nha. Vào cần hết này. Đấy, chúng ra cần này, các bạn thấy không? Đấy, cảm giác ra cần nó không được nhanh. Đấy, là con này là gì ạ? Không được nhanh. Thì vừa xong là một cái video mà mình đã test thử và trải nghiệm về con máy xúc Kobeco SK50UR này. Thì cái cảm nhận ban đầu của mình đầu tiên là gì ạ? Cái con này làm rất là nhanh, nhẹn. Duy nhất chỉ mỗi cái thao tác quay toa là hơi chậm và gì ạ? Cắt xích không được đều, tức là một bên nhanh một bên chậm đấy. Nhưng mà dòng mini và dòng máy xúc đã qua sử dụng như thế này là rất là tốt rồi. Okay, vậy thì video của mình xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy chia sẻ video và đừng quên bấm nút đăng ký kênh để nhận được nhiều video mới. Xin thân mến chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video lần tiếp theo.